Thưa quý vị, lễ ra quân thực hiện chương trình Tuổi trẻ Bà Rịa với công nghệ số, hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã được Thành đoàn Bà Rịa tổ chức. Hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Bà Rịa tham gia chương trình. Tham gia chương trình Tuổi trẻ Bà Rịa với công nghệ số, cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa được hướng dẫn cài đặt app thanh toán không dùng tiền mặt Open Banking với mã định danh điện tử VNEID. Nhân dịp này, đoàn viên thanh niên thành phố Bà Rịa phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bà Rịa còn phát tờ rơi tuyên truyền cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Long Phước.